Bây giờ thì mình đang ở Đà Nẵng nhưng mà tuần sau mình có rất là nhiều deadline nên mình không thể tập trung đi chơi được mà vẫn phải tạt vào quán cà phê để ngồi làm bài đây các bạn. Ta-da, chúng ta lại gặp nhau trong vlog mới của kênh YouTube Khiêm Slay. Mình không hề biết trước là deadline sẽ đến một cách dồn dập như này nên là đã đặt vé đi Đà Nẵng từ khoảng 2 tháng trước rồi. Thế nên bây giờ phải đi chơi trong một sự hoảng loạn đấy các bạn. Không hiểu sao mà cái kỳ này bài tập nhiều kinh khủng khiếp. Nên là trong vlog này mình sẽ đưa các bạn đi chạy deadline cùng mình. Trong vlog trước chia sẻ về các học tập thì có rất nhiều bạn đã hỏi mình về chiếc laptop mình sử dụng. Máy đấy là Pavilion X360 phiên bản 14 inch của HP nha. Mình cảm thấy đây là một chiếc laptop rất là phù hợp cho việc học tập của các bạn sinh viên nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem những cái tính năng của chiếc máy tính này. Bật mí thêm là mình vừa nâng cấp cái máy hôm trước lên một phiên bản mới, đó là phiên bản có chip Intel Gen 10 thay vì cái chip Intel Gen 8 của cái máy ở vlog trước. Nếu các bạn tò mò tại sao mình lại nâng cấp lên phiên bản này thì hãy cùng xem hết video này nha. Như các bạn đã biết thì chiếc laptop này có thể xoay gập được 360 độ nên là rất tiện lợi, mình có thể sử dụng ở mọi tư thế luôn. Các bạn, nhiều bài thì ai cũng nhiều bài thôi nên là không có gì phải tham khảo đấy. Quan trọng là chúng ta phải biết phải thích gì. Chỉ giờ ngồi than thở cũng không thay đổi được gì. Ở lần nâng cấp máy này thì mình đã chuyển hẳn từ Core i3 thế hệ 8 lên hẳn Core i7 thế hệ 10. Và thật sự là có rất nhiều khác biệt. Chiếc máy mới của mình sử dụng Core i7 4x8 luôn nên khả năng sửa thì cực kỳ mượt mà. Kể cả làm Photoshop hay là dựng video thì nó cũng đều xử lý ngon ơ hết luôn á. Máy mình còn có RAM 8GB, tha hồ mở nhiều phần mềm cùng lúc mà không bị giật lag. Máy cũng được trang bị ổ cứng SSD nên là siêu nhanh luôn á mọi người. Khởi động máy lên chỉ mất vài giây thôi. Xin chào mọi người, mình mới đi chơi Hội An về. Đây là cái phòng của mình, đẹp vô cùng. Bây giờ mà được nằm đây ngủ một giấc luôn thì... Giờ thì mình sẽ đi thay đồ và sau đấy chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến với deadlines. Ôi, đến giờ soạn thảo văn bản tiếp rồi. Khi mua chiếc máy này thì mình đang tặng thêm cả gói Office 365 bản quyền trọn đời. Gói Office 365 này nếu mua riêng thì nó sẽ có giá tầm 1,7 triệu, khá là mắc đối với sinh viên bọn mình. Nhưng mà khi mua chiếc máy này thì mình được tặng kèm luôn tha hồ soạn thảo văn bản về Word này, làm slide với cả PowerPoint, làm số liệu với Excel và check mail với Outlook, cực kỳ mượt mà. Chào mọi người, mình mới từ Đà Nẵng về hôm qua. Hôm nay thì mình có 2 tiết ở trường. Nhưng mà deadline thì vẫn còn đó rất là nhiều. Hôm nay mình có 2 tiết học, 1 ca từ 8 giờ tới 11 giờ, 1 ca là từ 15 giờ tới 18 giờ. Thì bây giờ là giờ cái khoảng giữa hai cái tiết đấy nên là mình phải vào trong trường, quên vào trong nhà hàng để làm bài. Khi mua máy này thì mình còn được tặng kèm theo một chiếc bút cảm ứng nữa, rất tiện lợi cho việc ghi chép bài này, viết vẽ rồi take note các kiểu. Chiếc máy này còn được trang bị cả bộ loa đến từ thương hiệu nổi tiếng B&O. Trời ơi, mở nhạc lên một phát là phải nói là lên tới nóc luôn, không thể tập trung học được. Nên là mình xin phép không mở loa ở trong video này nha. Bây giờ thì mình sẽ đi lên phòng sleeping room của trường. Dù vẫn chưa làm xong deadline nhưng mà thôi, mình xin phép đi ngủ trưa một xíu bởi vì 3 giờ là mình lại bắt đầu một ca học mới rồi.
bạn ơi, mình đi ngủ nhá. Dù chưa biết số phận deadline sẽ là sao nhưng mà thôi mình cứ ngủ đây. Chúc các bạn đã subscribe mình ngủ ngon.